Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VN Review và mình là Việt. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một bài so sánh nhanh giữa hai sản phẩm đều đến từ thương hiệu Redmi, một cái thương hiệu con của nhà Xiaomi. Bên tay trái của mình đó là chiếc Redmi Note 8 Pro, một sản phẩm đã làm mưa làm gió ở trong phân khúc điện thoại giá rẻ của năm 2019. Và phía bên tay phải của mình sẽ là chiếc Redmi Note 9S, một sản phẩm mới được Redmi giới thiệu ra ở trong thời gian gần đây thuộc phân khúc điện thoại chính hãng Việt Nam. Và đây là một cái sản phẩm nó không phải là nâng cấp hơn của chiếc Redmi Note 8 Pro, mà nó là nâng cấp hơn của chiếc Redmi Note 8 thời điểm năm ngoái. Tuy vậy thì giá của hai sản phẩm này thời điểm hiện tại nó đang là bằng nhau. Cụ thể là ở cái phân khúc giá rơi khoảng tầm 5 đến 6 triệu cho cả hai phiên bản đều là mức RAM 6GB. Trong video này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bài so sánh nhanh giữa sản phẩm này để xem với tầm giá từ 5 đến 6 triệu thì đâu sẽ là cái sự lựa chọn mà các bạn nào nên ưu tiên hơn nhá. Đầu tiên là về khoản thiết kế, cái này thì sẽ do mỗi người tự đánh giá. Với cái chiếc Redmi Note 8 Pro thì nó vẫn trung thành theo một cái kiểu thiết kế phổ biến ở thời điểm năm ngoái, đó là cái kiểu thiết kế giọt nước hình chữ V chứ không phải là hình chữ U. Với hình chữ V này thì nhìn nó sẽ là thanh thoát hơn và cái phần bên lẹm đi nó sẽ không bị quá là thô, nó mềm mại hơn, nhìn sẽ dễ chịu hơn. Bên phía của chiếc Redmi Note 9S thì nó sẽ đi theo cái xu hướng đó là màn hình nốt ruồi đục lỗ ở chính giữa, giống như kiểu của chiếc Samsung Galaxy A và Samsung Galaxy Note 10 thời điểm năm ngoái. Nhìn chung thì cái diện tích của phần đục lỗ này á, nó cũng sẽ là tương đương nhau thôi, bởi vì là cái phần camera vọng xuống ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro này thì nó không phải là cả cụm mà nó chỉ tầm nửa cụm thôi, còn nửa cụm trên nó vẫn ăn ở phía phần trên. Còn cái chiếc này thì nó là ăn cả cụm luôn. Và tùy theo quan điểm của mỗi người sẽ đánh giá là bên nào đẹp hơn thôi, chứ còn thực ra bản thân mình thì thấy là bên nào cũng được, tại vì nó đều là màn hình bị ăn lẹm đi mà, nó không phải là hoàn hảo. Về các phần cạnh viền thì thực sự là chúng ta có thể thấy rằng nó tương đối là giống nhau. Bên phía của Redmi Note 9S thì nó sẽ có phần là nhỉnh hơn một chút khi viền nó hơi mỏng hơn, được làm mỏng hơn, nhìn nó sẽ là sexy hơn đôi chút. Phía viền dưới thì vẫn là như vậy thôi, thực sự là mỏng hơn không quá là nhiều. Đó là về phần mặt trước, còn về mặt sau thì nó đều là kính ở đây. Các bạn có thể thấy thì nó đều là dạng kính bóng ấy, chứ chưa phải là kính mờ, một cái trend ở trên chiếc điện thoại mà mình rất hy vọng là các hãng sẽ đưa xuống ngay cả phân khúc điện thoại giá rẻ luôn. Thì Xiaomi đã chưa có được cái điều đó. Tuy vậy thì cái mặt lưng của chiếc Redmi Note 9S này với cái màu sắc này nhìn nó thực sự rất là sang và cũng rất là đẹp. Còn với bên phía của Redmi Note 8 Pro thì đây là cái màu sắc có lẽ là nổi bật nhất của cái chiếc điện thoại này rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ có ở phía hai bên cạnh đó là màu xanh lá và dần dần vào nó sẽ là màu đen, nhìn vô cùng cuốn hút. Cái điểm này thì sẽ lại là tùy các bạn lựa chọn. Với cụm camera ở bên phía Redmi Note 8 Pro thì nó là theo kiểu dọc và đặt rất cân đối ở phía giữa. Bên tay phải thì nó còn có thêm một cái ống kính nữa và đèn flash. Còn bên phía của chiếc Redmi Note 9S thì nó sẽ làm theo kiểu dạng là đối xứng, khi mà nó sẽ có một cái hình vuông này đặt chính giữa luôn, ở phía dưới là đèn flash và nó cũng có những khung hình là làm đối xứng với nhau luôn. Cái này thì tùy các bạn lựa chọn nhá. Nhưng mà bản thân mình thì mình lại thích cái kiểu thiết kế của chiếc Redmi Note 9S này hơn so với cả bên phía của chiếc Redmi Note 8 Pro. Cái điểm thứ hai là về màn hình thì bản thân mình cảm thấy là với những chiếc điện thoại giá rẻ của nhà Xiaomi ấy thì thường nếu như nó chênh nhau khoảng một đời mà những cái thông số màn hình gần như là giữ nguyên thì nó sẽ không có cái sự khác biệt quá là nhiều. Và ở trong trường hợp này thì mình cũng cảm thấy là như vậy, khi mà chúng đều có độ phân giải màn hình ở mức đó là Full HD Plus. Nếu như mà xét về độ sáng thì bên phía của Note 8 Pro mình vẫn cảm thấy là nó có một cái gì đó nó hơn một chút, một tí tẹo thôi, nhưng mà nó thực sự là không đáng kể. Còn bên phía của chiếc Redmi Note 9S thì do đây là một cái phiên bản nâng cấp hơn của chiếc Redmi Note 8 thôi ấy, nên là mình cũng chưa có Redmi Note 8 ở đây để mà so sánh. Nhưng mà nếu so với cả Redmi Note 8 Pro thì mình cảm thấy rằng là cái nhu cầu mà chúng ta sử dụng ấy thì nó sẽ gần như là tương đương nhau. Có chăng là chiếc Redmi Note 9S này nó sẽ có một cái kích thước màn hình nó là lớn hơn thôi, khoảng 6,67 inch so với cả 6,3 inch ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro. Nên đó cũng là cái điểm mà các bạn có thể cân nhắc đến. Mà thực ra mình thấy là cái kích thước ấy, tuy là nó chênh nhau, các bạn có thể nhìn vào thông số nó thấy là vậy ấy, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nó không to hơn quá là nhiều đâu. Đấy, các bạn có thể thấy, có thể là do cái viền màn hình ở cái hai cái cạnh bên của chiếc Redmi Note 9S được Redmi họ làm tối ưu tốt hơn, nên là chúng ta mới có cái cảm giác là nó không to hơn quá nhiều. Nhưng mà đây, các bạn có thể thấy rằng là cái không gian trải nghiệm ấy thì gần như nó là tương đương với nhau. Nên mình nghĩ rằng là cái màn hình ấy là thứ mà hai chiếc điện thoại này nó sẽ tương đương với nhau thôi. Tiếp theo điểm mà các bạn sẽ đắn đo nhiều nhất đó sẽ liên quan đến là cấu hình, bởi vì thường những chiếc điện thoại của nhà Redmi hay là Xiaomi ở phân khúc giá rẻ người ta thường mua nó về cái yếu tố này mà, đúng không? Chúng ta sẽ có con chip được trang bị ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro, đó là Helio G90T, một con chip sẽ được đặt lên bàn cân so sánh rất nhiều với cả Snapdragon 720G cũng như là Snapdragon 730G. Bản thân mình nếu như được đặt ra câu hỏi rằng là Snapdragon 720G hay là Helio G90T, câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Helio G90T. Lý do là vì sao?
đơn giản thôi. Ở một số tựa game mà chúng ta hay chơi phổ biến nhất hiện nay, ví dụ như là PUBG chẳng hạn, thì bên phía của Helio G90T nó cho phép chúng ta unlock được những cái cấu hình nó thực sự rất là cao. Ví dụ như là bật được HDR này, bên cạnh đó thì nó cũng cho phép chúng ta có thể chơi được ở mức đó là 60fps. Dù cho chất lượng hình ảnh chỉ là mượt mà thôi, nhưng cái FPS đó mình cực kỳ quan trọng. Chơi FPS 60 nó sẽ khác hẳn so với cả 40 luôn, và chúng ta sẽ cảm thấy rõ được cái sự mượt mà khi mà chơi. Còn bên phía của chiếc Redmi Note 9S này ấy, thì nó bị giới hạn được cái điều đó. Chúng ta chỉ có thể chơi ở mức tối đa đó là 40fps, và cái trải nghiệm ấy thì nó thực sự là kém hơn tương đối là nhiều. Đó mới chỉ ở tựa game PUBG, một trong tựa game rất phổ biến hiện nay. Còn ở Liên Quân Mobile thì mình không chơi, nhưng mà đại khái là nó cũng cho chúng ta set up ở một cái cấu hình nó cũng tương đối rồi. Tuy vậy thì nếu như xét về khoản hiệu năng ấy, thì bản thân mình chắc chắn là sẽ đánh giá cao hơn cái con chip Helio G90T. Thậm chí ở đây mình có điểm số AnTuTu rồi. Các bạn chờ chút để cho nó load này. Đây, điểm số nó sẽ chênh lệch nhau rơi vào khoảng là tầm 40.000. Thực ra đến cái tầm này 40.000 nó cũng có thể gọi là đáng kể rồi. Và ở đây chủ yếu cái điểm hơn của Helio G90T nó sẽ đến từ phần GPU, chênh nhau khoảng 20.000 luôn. Đó, các bạn có thể thấy. Thì bản thân mình đánh giá là cái chiếc Redmi Note 8 Pro nó vẫn có một con chip nó mạnh hơn so với chiếc Redmi Note 9S này. Vậy nên nếu như các bạn mà định nâng cấp về khoản cấu hình thì đây sẽ không phải là một cái lựa chọn nó là phù hợp, mà mình nghĩ rằng là Redmi Note 8 Pro nó vẫn sẽ là điện thoại có hiệu năng tốt hơn. Tiếp theo là về camera thì thực sự là mình mới cầm nhanh hai cái sản phẩm này thôi, nên là mình chưa thể trải nghiệm được chi tiết. Tuy vậy thì qua một số những cái bức ảnh mà mình có chụp nhanh ở đây thì có thể đưa ra nhận định luôn rằng là camera của chiếc Redmi Note 8 Pro nó vẫn thực sự là rất tốt. Nếu xét riêng về chất lượng hình ảnh nhá, thì mình cảm thấy rằng là cái độ chi tiết mà Redmi Note 8 Pro nó có được nó sẽ nhỉnh hơn so với cả bên phía của chiếc Redmi Note 9S này. Chỉ có một số những cái điều mà chiếc Redmi Note 9S này nó hơn ấy, ví dụ như là khả năng chống rung khi quay video này, thì nó sẽ làm tốt hơn so với cả Redmi Note 8 Pro. Ở đây mình có một số bức ảnh, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Về pin thì hai cái chiếc điện thoại này đều có dung lượng pin rất là trâu, rơi khoảng là từ 4.000 năm đổ lên rồi. Nên mình nghĩ rằng là cái này các bạn không cần phải phân vân quá là nhiều, bởi vì chúng sẽ gần như là sử dụng tương đương với nhau mà thôi. Chiếc Redmi Note 9S này thì thú thực là mình chưa sử dụng đủ lâu để mà có thể đánh giá được thời lượng pin của nó. Nhưng mà với một cục pin lớn như vậy mà Xiaomi lại còn là một trong cái hãng mà họ đã làm ra rất là nhiều những cái sản phẩm giá rẻ rồi, nên là mình nghĩ rằng họ có kinh nghiệm cho cái việc này, và cái thời lượng pin của những chiếc điện thoại Redmi nó cũng tương đối ổn định, nên Redmi Note 9S mình nghĩ là thời gian sử dụng pin nó cũng sẽ cho rất là tốt thôi, thậm chí là dung lượng pin của nó còn lớn hơn cả Redmi Note 8 Pro mà nó cũng nào. Về một số những cái điểm khác nữa thì thiết kế mình đã nói rồi, camera nó bị đặt ở hai cái vị trí khác nhau như này, tùy các bạn lựa chọn. Cái nữa đó là cảm biến vân tay của chiếc Redmi Note 8 Pro nó đặt ở phía mặt lưng, vẫn làm cái truyền thống của nhà Redmi Note rồi. Còn với chiếc Redmi Note 9S này chúng ta sẽ có một cái form khác, đó là đặt ở phía bên cạnh đây. Cảm biến vân tay này thì cũng tương đối là nhạy, nhưng mà nó sẽ khiến cho các bạn phải mất một thời gian làm quen ban đầu. Ví dụ nhá, như các bạn cầm bằng tay bên phải như mình đây thì thao tác tay này, ngón cái này nó sẽ tương đối thoải mái đúng không? Nhưng câu chuyện sẽ khác khi mà các bạn cầm máy bằng tay trái như thế này đúng không nào? Đây, các bạn cầm tay trái như này thì tay các bạn bình thường là mình cầm như thế này, không biết là các bạn có cầm giống mình hay không. Tuy vậy thì chúng ta sẽ rất khó để đưa ngón trỏ này lên cái cảm biến vân tay này, mà sẽ phải cầm như thế này thì mới đưa lên được vừa tay. Đây, các bạn có thể thấy đó, thì nó sẽ làm thay đổi một chút về cái trải nghiệm của chúng ta, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là không nhiều đâu, và các bạn hoàn toàn có thể làm quen được với cái điều đó. Ok, thì vừa rồi mình đã hoàn thành xong một cái video so sánh nhanh giữa hai chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro và chiếc Redmi Note 9S này. Bản thân mình thì thấy rằng Redmi Note 9S ấy, nó không phải là một phiên bản nâng cấp của Redmi Note 8 Pro, mà ở đây nó chỉ ngang giá với cả chiếc điện thoại này thôi, nên nó cũng sẽ khiến cho các bạn phải phân vân xem rằng là không biết nên lựa chọn chiếc điện thoại nào. Với cá nhân mình ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn vẫn nên lựa chọn cái chiếc Redmi Note 8 Pro này nếu như cần cho mình một cái hiệu năng thực sự mạnh mẽ. Còn nếu như các bạn muốn có một cái chiếc điện thoại mà nó có kiểu trend ở trong năm nay ở trên những chiếc điện thoại phân khúc giá rẻ hay là flagship của nhà Samsung luôn, đó là màn hình đục lỗ kiểu chính giữa như thế này, thì có thể lựa chọn Redmi Note 9S, hoặc là thích cái cụm camera chống rung tốt hơn. Còn bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn ở thời điểm này vẫn nên mua Redmi Note 8 Pro, dù sao thì một phiên bản Pro nó vẫn là tốt hơn so với cả một phiên bản thường ở đời kế tiếp. Đó là một cái truyền thống của nhà Redmi mà từ trước cho đến nay mình vẫn tin là như vậy rồi. Đó, thì hoặc không là các bạn có thể nâng cấp lên một cái phiên bản mạnh mẽ hơn của chiếc điện thoại này, đó là chiếc Redmi Note 9 Pro Max. Cái tên đọc sái cả mồm luôn đúng không nào? Ok, thì đó là quan điểm cá nhân của mình. Có không biết là các bạn lựa chọn ra sao thì xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.